chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà bạn dành cả một năm để mà thử nghiệm các kỹ thuật làm việc hiệu quả khác nhau productivity và sau đó là hoàn toàn thay đổi được cuộc sống của bản thân đó chính xác là những gì mà tác giả cuốn sách này siêu năng suất đã làm Xin chào và đây là book review bài về là Siêu năng suất là một cái cuốn sách có khởi đầu rất là thú vị các bạn tác giả dành nguyên một năm để mà thử nghiệm các chiến lược làm việc hiệu quả khác nhau Từ quản lý năng lượng, quản lý sự tập trung, quản lý sự ưu tiên Và tác giả làm chuyện này khi mới vừa tốt nghiệp đại học thôi các bạn Với cái khoản tiết kiệm là 10.000 đô la Canada Và khoản nợ sinh viên là 19.000 đô la Canada Một cái quyết định có phần cũng táo bạo Thay vì tham gia vào cái thị trường lao động ngay lập tức Thì tác giả dành nguyên một năm để mà thử nghiệm Kết quả là chúng ta có cái cuốn sách này trong một năm trong đó thì tác giả sẽ đọc rất là nhiều sách khác nhau, rất là nhiều nghiên cứu, rất là nhiều kỹ thuật khác nhau về productivity, làm việc hiệu quả. Thử nghiệm nó và xem thử đâu là những cái thực sự hiệu quả, sau đó là đăng lên blog và nhận được rất là nhiều sự chú ý. Với cái lượng bạn đọc đông đảo cũng như là xuất hiện cả trên TED Talk nữa. Một số cái thử nghiệm mình thấy cũng rất là hấp dẫn như là thiền 35 giờ một tuần, hoặc là làm việc tới 90 giờ một tuần để xem thử cái mức độ hiệu quả nó sẽ ra sao. Trong cuốn sách này thì tác giả chia sẻ 25 cái kỹ thuật mà tác giả thấy là hay nhất là hiệu quả Nhất. Đương nhiên thì chủ đề này mình cũng chia sẻ với các bạn trong một số cái video rồi, đặc biệt là những cái video ở trên kênh Vui lên. Tuy vậy thì trong sách cũng có bốn ý tưởng mình thấy là khá là thú vị để mà chia sẻ với các bạn cho các bạn thêm cảm hứng để mà tìm sách đọc các bạn nha. Điều đầu tiên mình rút ra được từ cuốn sách này, mặc dù tác giả không có nhắc tới, đó là ai cũng có thể làm việc hiệu quả nếu mà chúng ta có cái mindset, tức là những cái cách nghĩ đúng đắn, skill set những cái kỹ năng phù hợp và tools những cái công cụ hỗ trợ cho cái quá trình làm việc của chúng ta. Thời đại này chúng ta được chung sống với những cái máy tính nó càng nó càng mạnh hơn, mạng internet thì nhanh hơn, màn hình thì nét hơn. Không gian làm việc của chúng ta cũng được cải thiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ý mình ở đây là chúng ta có thêm rất là nhiều công cụ để có thể làm việc hiệu quả, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng những cái công cụ này. Và khi mà không biết sử dụng công cụ thì công cụ nó sử dụng ngược lại chúng ta các bạn, nó thao túng ngược lại chúng ta. Vậy nên để mà có cái productivity làm việc hiệu quả thì chúng ta cần bắt đầu với cái mindset trước, thun xét nó nên là cái thứ cuối cùng chứ không phải là thứ đầu tiên. Trong xuyên suốt cuốn sách thì các bạn sẽ gặp khá là nhiều cái kiểu tư duy khác nhau nhưng ngắn gọn thì quản lý thời gian là không đủ các bạn khi mà nhắc tới làm việc hiệu quả thì thường chúng ta sẽ nói tới quản lý thời gian nhưng trong cuốn sách này thì tác giả nhấn mạnh rất là nhiều về quản lý sự ưu tiên quản lý và năng lượng lấy ví dụ về năng lượng đi để các bạn thấy dễ hiểu nếu như các bạn thiếu ngủ thì các bạn rất là khó để sử dụng được cái thời gian thức để mà tập trung làm việc khi đó thì khả năng tập trung của các bạn nó cũng sẽ thấp khả năng ghi nhớ cũng sẽ bị ảnh hưởng khả năng phân tích và xử lý vấn đề nó cũng sẽ không có được tối ưu như khi mà chúng ta có một cái giấc ngủ ngon để mà phục hồi năng lượng. Tương tự như vậy nếu mà các bạn không có kỹ năng quản lý sự ưu tiên thì có thể là các bạn sẽ bận rộn cả ngày luôn. Nhưng cuối ngày thì nhận ra là những cái việc quan trọng nó vẫn chưa được hoàn thành. Cả ngày chúng ta chỉ làm những cái công việc nó không quan trọng nhưng mà nó thường lấy cái sự chú ý của chúng ta. Hoặc cũng có thể là nó dễ chịu hơn so với những cái công việc khó nhằn nhưng mà tạo ra nhiều giá trị đang chờ chúng ta giải quyết. Có được tư duy đúng rồi thì chúng ta cần phải triển khai nó thành những cái kỹ năng được gọi là skill set. Ví dụ như biết cách nạp pin cho bản thân nè các bạn. Điện thoại các bạn xài hết pin thì các bạn cũng sạc đúng không? Nhưng không phải bạn nào cũng biết được là nên sạc 5V 1A, 5V 2A hay là cái nguồn vào như thế nào. Tương tự như vậy, chúng ta ăn uống mỗi ngày, chúng ta ngủ mỗi ngày, chúng ta vận động mỗi ngày. Nhưng không phải ai cũng biết cách để mà tận dụng ba cái trụ cột này và tạo năng lượng cho bản thân. Rồi cũng cần biết kỹ năng quản lý dự án trong quá trình làm việc cũng như là cả những cái dự án cá nhân nữa. Tức là chúng ta chuyển từ những cái hiểu biết đúng đắn thành những cái kỹ năng để mà hoàn thành công việc cho nó hiệu quả. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ nói về toolset, đó là những cái phần mềm, những cái ứng dụng như là calendar hoặc là notion hoặc là pomodoro này rồi những cái thiết bị khác nhau để mà chúng ta có thể làm việc cho nó hiệu quả. Ai cũng có thể làm việc hiệu quả được các bạn. Công cụ bây giờ thì nó rất nhiều nhưng chúng ta cần có một cái quá trình thay đổi mang tính chất toàn diện, xây dựng cái hệ thống ở cả khía cạnh tư duy, kỹ năng rồi mới tới công cụ để mà tạo ra cái sự toàn diện của nó. Điều thứ hai rất là thú vị nè các bạn, đó là làm nhiều thì chắc chắn là không hiệu quả. Đây cũng là một cái điều mình khá ấn tượng khi mà tác giả thử nghiệm cái việc làm việc 90 giờ một tuần, sau đó là 20 giờ một tuần và sau đó là đang xen trong vòng 4 tuần. Và tác giả đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không có quá nhiều sự thay đổi về mặt hiệu suất đâu các bạn. Làm việc 90 giờ nó chỉ hiệu quả hơn 20 giờ chút chút thôi với cái trải nghiệm của tác giả. Chính tác giả cũng ngạc nhiên về điều này vì trước đó tác giả nghĩ rằng làm nhiều hơn thì nó phải tạo ra kết quả tốt hơn chứ. Mình đoán trước là nó sẽ không hiệu quả khi đọc phần này, nhưng mà khi tác giả kết luận thì mình cũng có phần ngạc nhiên. Thời lượng làm việc thì gấp 4 lần nhưng hiệu quả thì không tăng lên là mấy. Điều này nó sẽ củng cố cái việc là làm việc thông minh chứ không phải là làm việc nhiều khi mà chúng ta nhắc tới productivity làm việc hiệu quả thật ra thì ngồi phân tích một chút xíu chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà chúng ta làm 90 giờ một tuần nó có nhiều cái hại lắm các bạn nó làm cho cơ thể nó làm cho tâm trí căng thẳng nè rồi cái chất lượng sự tập trung nó cũng giảm luôn khả năng nhận thức của chúng ta nó cũng giảm luôn chưa kể là sau một tuần làm 90 tiếng thì chúng ta cũng không có thời gian để mà tái tạo năng lượng cho cái tuần tiếp theo nữa các bạn và điều này cũng khá là hay khi mà tác giả thử nghiệm đang xen chứ nếu mà làm hai tuần liên tiếp thì không biết là chúng ta có đọc được cái cuốn sách này hay không. Mình có tìm thêm vài cái nghiên cứu thì mình thấy cái ý này nó cũng có sự logic của nó các bạn. Nghiên cứu chỉ ra rằng cái chất lượng công việc của chúng ta nó giảm rõ rệt sau khi mà chúng ta làm từ 35 tới 40 giờ. Hiểu đơn giản là tới thứ sáu rồi nên nghỉ ngơi thôi các bạn. Mình nhớ là một số công ty Việt Nam thì có làm việc vào sáng thứ bảy. Trải nghiệm cá nhân của mình thì cái buổi sáng đó nó không hiệu quả một chút xíu nào. Nó rất là lỡ cỡ. Vừa uống ly cà phê vừa vào công ty làm vài việc thôi thì đã tới giờ trưa rồi. Trạng thái nó cũng bồn chồn để nghỉ cái buổi chiều và nghỉ chủ nhật nên cũng không thật sự tập trung làm việc cho máy rồi 40% của 10.333 nhân viên trong một cái khảo sát nói rằng họ phải thường xuyên làm thêm giờ nhưng cái điều thú vị là những người mà về đúng giờ thì làm việc hiệu quả hơn 20% so với những người phải ở lại làm thêm rồi một cái khảo sát của Gallup thì phát hiện rằng 50% người Mỹ làm việc hơn 40 giờ một tuần 18% làm việc hơn 60 giờ một tuần. Cần phải nhận ra rằng không phải là làm nhiều hơn, bận rộn hơn thì chúng ta sẽ hiệu quả hơn. Hiệu quả ở đây tức là cái đầu ra trong công việc. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải tập trung tốt hơn các bạn, chúng ta phải ít trì hoãn, chúng ta phải giải quyết được những cái công việc nó có tính quan trọng cao để mà đi về. Hiệu quả trong cái khoảng thời gian làm việc của chúng ta chứ không phải là ráng ở thêm để mà giải quyết những cái việc phát sinh hoặc là vì cái sự mất tương xứng giữa năng lực và tính chất công việc để rồi chúng ta làm việc rất nhiều nhưng lại không đạt được cái sự hiệu quả. Nhớ lại thì mình cũng từng trải qua cái tình trạng có phần tương tự các bạn. Nhiều lúc mình cũng thử nghiệm làm việc cả tuần luôn nhưng mà thường là không có hiệu quả. Vì những cái ngày mà mình cố làm thêm á, nó không ra được cái ý tưởng mới và mình trì hoãn nhiều. Cái trạng thái này nó dở dở hơn lắm các bạn. Tức là biết là nên nghỉ ngơi nhưng ở khía cạnh khác thì cứ muốn làm thêm. Kết quả là cứ làm lung tung, làm những cái thứ mà nó không có giá trị chút xíu nào cả. Năm 2024 này thì mình có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt luôn. Mình chuyển sang làm việc 30 tiếng một tuần. Và kết quả thì mình khá là ưng ý các bạn. Những cái nỗ nội dung sản xuất đều hơn, sự tập trung tốt hơn, ý tưởng nó nhiều hơn và mình có không gian để mà sáng tạo hơn so với cái việc làm nhiều nhưng mà nó lại không hiệu quả như trước đó. Ý tưởng thứ ba, ý tưởng này chắc khó làm với rất nhiều bạn này. Đó là có cái thời gian để ngắt kết nối với internet. Mình nghĩ đây là một ý tưởng có phần xa lạ với cái thời đại mà chúng ta kết nối 24 trên 7 ở mọi nơi luôn. Internet mang lại cho chúng ta rất là nhiều giá trị nhưng đồng thời nó cũng tạo ra cái sự sao nhãn và mất tập trung. Chưa kể là so với những cái công việc mà chúng ta làm hàng ngày thì tiêu thụ những cái nội dung từ internet internet nó sẽ hấp dẫn hơn các bạn nó kích thích hơn nó giải trí hơn nó tiện lợi hơn nó dễ dàng hơn và chúng ta không cần nỗ lực chút nào hết ngược lại khi làm việc thì nó căng thẳng hơn nó cần chúng ta dùng nhiều năng lượng hơn huy động cái sự tập trung cao hơn khi mà chúng ta lướt 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 so với việc nghe podcast hay là xem những cái video ở trên những cái nền tảng khác nhau chưa kể là những cái nội dung hấp dẫn ở mọi nơi trên internet nó cũng làm cho não bộ của chúng ta liên tục tiết ra dopamine để rồi ngày qua ngày chúng ta bắt đầu nghiện tiêu thụ những cái nội dung nghiện cái sự thoải mái và dễ chịu so với những cái khó khăn mà công việc nó tạo ra. Ý tưởng ở đây là có thời gian cố định để mà ngắt kết nối với internet. Có nhiều cách để mà triển khai ý tưởng này lắm các bạn. Ví dụ như các bạn có thể cài đặt điện thoại để mà có những cái thời gian không vào mạng internet được, hoặc là cài đặt wifi nó chỉ mở được trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi. Ví dụ như là từ 9 giờ tối tới 9 giờ sáng nó sẽ không được mở để mà chúng ta có một cái giấc ngủ thật là ngon chứ không thì thức tới khuya rồi lướt lướt tới sáng ảnh hưởng tới cái chất lượng giấc ngủ cũng như là hiệu suất làm việc của ngày ngày hôm sau. Cá nhân mình thì đã sử dụng những cái ứng dụng khá là lâu để mà những cái website, những cái mạng xã hội khi mà mình làm việc. Tức là khi mà mình làm việc thì sẽ không có bất kỳ cái website mang tính giải trí nào nó sẽ xuất hiện trên cái trình duyệt của mình. Khi mà mình vô thức bấm vào những cái nội dung đó thì ngay lập tức nó sẽ khóa lại để mình có thể quay lại với cái dự án mà mình đang làm. Đây là một sự thay đổi rất là quan trọng để mà mình cải thiện cái sự tập trung và mình tạo ra được sản phẩm chất lượng hơn nhờ cái quá trình tập trung đó. Các bạn cứ hình dung là bây giờ từ lúc 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì mình sẽ tập trung làm việc, không có truy cập lung tung, thỉnh thoảng thôi thì mình mới mở cái desktop ra để mà mình gửi mail, để mình gửi thông báo trên những cái group chat hoặc là mình trò chuyện với các bạn học trò nhưng nó cũng kéo dài khoảng tầm 10 15 phút sau đó là mình phải tắt cái desktop để mình quay trở lại với cái laptop chứ nếu mà để nó kéo dài lâu quá thì nó hình thành một cái thói quen mới đó các bạn các bạn có thấy ý tưởng này thú vị không mình nghĩ là các bạn có thể thử để xem thử là chúng ta sẽ sống như thế nào với những sự ngắt kết nối định kỳ để rồi chúng ta kết nối tốt hơn sau đó ý tưởng thứ tư ý tưởng cũng lạ nè các bạn đó là càng hạnh phúc thì chúng ta càng làm việc hiệu quả hơn cái nhận định này nó mới được nghiên cứu gần đây thôi các bạn thông thường khi mà nói tới làm việc hiệu quả thì chúng ta sẽ sử dụng những cái chiến lược như là kỷ luật bản thân nè gò bản thân vào những cái khuôn khổ nhất định rồi nếu mà chúng ta không làm được thì chúng ta sẽ trách móc bản thân chỉ trích bản thân để mà chúng ta sợ để mà chúng ta nhớ và lần tới chúng ta sẽ làm tốt hơn nghiên cứu thì chỉ ra rằng cái việc mà chúng ta hạnh phúc nó tỷ lệ thuận với cái việc làm việc hiệu quả của chúng ta nghiên cứu đăng trên website của đại học Oxford kết luận rằng người hạnh phúc sẽ làm việc hiệu quả hơn 13% nghiên cứu này nó cũng cho thấy rằng những người hạnh phúc làm việc hiệu quả với thời gian của họ mà không cần phải làm thêm giờ như những cái đồng nghiệp không hạnh phúc hoặc là trong cái cuốn Happiness Advantage, tác giả chỉ ra rằng người hạnh phúc sẽ tăng năng suất 31%, đạt doanh số cao hơn 37%, gắn bó với công việc tốt hơn, kiên định hơn và cũng ít bị kiệt sức hơn. Điều này nó tạo ra một cái sự chuyển biến mới các bạn. Không phải là chúng ta sẽ hạnh phúc khi mà chúng ta hoàn thành công việc, khi mà chúng ta làm việc hiệu quả, mà chúng ta nên thực hành cái lối sống hạnh phúc để mà chúng ta được làm việc hiệu quả hơn. Để mà sống hạnh phúc thì giờ chắc chắn sẽ phải làm khá là nhiều thứ, nhưng ngắn gọn là các bạn cần biết cách đối xử tử tế, chăm sóc với bản thân hơn là cái việc chỉ lao vào những cái dự án bất tận mà không có cái điểm dừng nào cả. Rồi chúng ta cũng nên dành nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi. Càng nghỉ ngơi thì cơ thể của chúng ta nó càng có cái sự thả lỏng, nó càng có cái quá trình phục hồi năng lượng. Tức là những cái khoảng dừng giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Chìa khóa để có hạnh phúc nó cũng đến từ cái việc thực tập biết ơn, trân trọng những điều mà chúng ta đang có. Không coi những cái thứ mà chúng ta có là cái điều hiển nhiên. Có thái độ trân trọng với những cái công việc của mình. Với cái quá trình mà chúng ta khám phá được bản thân, sử dụng năng lực của bản thân để tạo ra giá trị cho mình và những người xung quanh mình. Rồi chúng ta cũng cần tạo ra những những sự thay đổi để mà kết nối tốt hơn với công việc các bạn làm công việc với niềm vui tận hưởng công việc thay vì phải chịu đựng để rồi đau khổ với cái việc làm từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều một cái tín hiệu vui mình thấy gần đây đó là hạnh phúc cũng đã dần được đưa vào những cái trường học rồi một số cái công ty nữa khi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn để mà có hạnh phúc và nó cũng nâng cao cái hiệu suất làm việc của chúng ta nếu mà nơi làm việc của các bạn đang triển khai những cái hoạt động những cái văn hóa những cái dự án để mà nâng cao hạnh phúc thì cũng chia sẻ cho mình biết với nha vì với mình thì nó cũng là một cái tin vui để mà mình được nghe và thấy rằng đang có nhiều cái sự sự cải thiện với cuộc sống của các bạn vừa rồi là bốn cái điều mà mình thấy hay làm cho mình thấy ấn tượng với cái cuốn siêu năng suất này trước khi tới với phần cho điểm mà có thể các bạn sẽ hơi ngạc nhiên một chút thì mình sẽ điểm nhanh qua cái điểm mạnh và điểm yếu của cuốn sách để mà các bạn cân nhắc thêm ha về điểm mạnh thì cuốn này nó có một phần khá là độc đáo đó là cái phần ước tính thời gian đọc của từng chương nó cũng giúp cho các bạn biết là mình sẽ dành bao nhiêu thời gian cho cái chương đó thường thì chúng ta chỉ thấy cái điều này ở trên những cái website thôi đây cũng là lần đầu tiên mình thấy cái việc ước lượng nó nằm trong một cuốn sách cũng hợp với cái cuốn sách về hiệu suất đúng không các bạn cách viết của tác giả thì có phần đơn giản dễ hiểu và có tính ứng dụng khá là cao. Mỗi chương đều có các bài tập trải nghiệm để mà các bạn có thể thử nghiệm xem thử là các bạn có phù hợp với những cái kỹ thuật đó hay không. Đây cũng là một cái điều mình nghĩ là quan trọng để mà các bạn có thể ứng dụng chứ không phải là đọc lý thuyết suông Điểm yếu thì sao? Một số đoạn trong sách thì có cái nghiên cứu hỗ trợ, một số đoạn thì nó chỉ là những cái thử nghiệm của tác giả thôi. Nên từ góc độ của độc giả thì mình thấy là có nhiều cái quan điểm cần thêm những cái nghiên cứu để mà hỗ trợ. Khi đó thì cái sự thuyết phục nó sẽ tăng lên. Và quan trọng hơn thì cuốn sách mình thấy là có phần dài dòng và lặp lại ở một số đoạn chưa kể là nếu như bạn nào mà đọc nhiều cái dòng sách này rồi thì thấy nội dung nó cũng có phần quen thuộc khi mà tác giả nhắc tới nhiều cái kỹ thuật ở nhiều cái cuốn sách khác nhau. Kết luận lại thì siêu năng suất là một cuốn sách mà mình thấy là phù hợp với những bạn mà chưa biết gì về productivity làm việc hiệu quả, thấy bản thân luôn bận rộn ít thời gian nghỉ ngơi nhưng công việc thì vẫn cứ ứ động. Sách dễ đọc, dễ áp dụng, mình cho cuốn này 7 trên 10 điểm. Với mình thì cuốn này nó không có xuất sắc các bạn, nó cũng không có quá hay luôn, nhưng mà vì mình thấy nó có nhiều ý tưởng thú vị để mà chia sẻ với các bạn. Mình nghĩ nó cũng phù hợp với nhiều bạn nên mới làm video này thông thường thì bèo bèo cũng phải 7 7 7.5, 7.75 mình mới có một cái video riêng về một cuốn sách nào đó. Bạn có thể đọc thêm một lục của sách để xem thử nó có hợp với bạn hay không. Còn nếu mà các bạn ấn tượng với bốn cái ý tưởng trong cái cuốn sách này thì cũng có thể để lại cho mình cái bình luận. Đâu là ý tưởng mà các bạn cảm thấy hào hứng nhất. Rồi nếu mà đọc sách nữa thì có thể quay trở lại chia sẻ với mình ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Vui Lên. Bye bye.